Hello, welcome back to Subway Ship. Ok, vào game rồi. Level 12 Subway Ship. Hơi ít biến hình, mới được có mỗi ba cái thể loại xe. Ồ, chúng ta dẫn đầu rồi. Biến hình xe đạp cho nhanh. Tăng tốc à? Tăng tốc lên này. Tăng tốc lên này. Lại dẫn đầu rồi. Ô, cái đoạn này, cái đoạn nãy là biến hình thành cái thuyền này đi trên mặt nước thì nó sẽ nhanh hơn đây, là biến hình cái thuyền này nhanh hơn. Tí nữa thì update lại cái game này xem nào. Thôi chơi tiếp. Máy của mình hết dung lượng rồi, update rồi. Bay. Bay. Đi địa hình chỗ cát này dùng cái xe này là cái xe gì, xe bánh to này. Mình cũng muốn mua cái nước này, đi bằng thuyền thôi. Đó này, đi bằng cái xe bánh to này nhanh lắm. Về đích. Yes. Win. Chúng ta sẽ đến cái trò Flycat. Rồi, level 1 thế này. Trên game này chơi thế nào? Và cắt. Hay có thể nghe tiếng sệt sệt hay quá nhỉ. Rainbow. What? Bỏ tê cái hết cắt luôn. Ta sang level 2. Đây, cái này phải nhiều dao cắt nó mới thấm. Đây, đến đây hết dao luôn. Quả là một best game đấy. Ất à, gửi tích tích ở đây nó lại bay lên này. Như kiểu cho chỉ nhà Flappy Bird. Đấy. Ô, cắt này không biết.
rất là tuyệt vời. Game này phải nói là cực kỳ bét luôn đấy. Cộng 25 cái này. Đến cuối con đường luôn này. Tiền. Ui, đi vào chế độ thưởng. Chế độ thưởng này. Luôn à, chúng ta đi chơi food rớt hết cả game hàng này. Ăn cái hàng nào đi, ui bot này, bắt đầu bếp. Ăn được cái nước tăng lực này khá nhanh thế. Thêm cái hàng này nữa này. Ê, đi cả một hàng luôn rồi. Có bot không? Có bot. Đây đây bot. Game cái này là thật quế. Ta đi chơi game số clock. Vào game. Game này lại không có cái phần âm thanh rồi. Đấy, game này trông thế thôi mà cực kỳ hot đấy. Lượt xem của YouTube rất là cao, cộng với download cũng nhiều, bổ đầu luôn. Một máu, ôi giời ơi. Thế mà không ăn được. Chứ ván này chúng ta chỉ cần một chiến binh rồi thôi, không cần nhiều.
lên quẩy luôn con bot đi. Xông đi anh em. Ui thế thân hết rồi. Đây đây đây. Ui bảo một đồn, chỉ cần một người thôi. Thế mà vẫn là một mấy chục người lên. Gót vào game à. Cho to lên tí. Thôi chúng ta đi chơi Flash Rescue. Ô rồi vào game. Ôi à. Game này cứ phải đẩy đẩy xuống. Khá là nét đấy. Công nhận một điều là cái quả pháo ở game này nó bắn ra trông cực kỳ đẹp. Bom. Nhìn được không đây? Rồi lại vào game rồi. Well, game này không có âm nhạc à? Ta đi cho cái kéo đây. À, tính tiền này, 100 đô. Một cây kéo vàng. Đây chu. Ui à, siêu âm à. Ui cái gì này. Run run. Ký sinh trùng à. Ui sao có cả kéo ở trong người này. Game này lạ ghê. Rồi xong rồi. 4 trên 5 giờ sao nó vẫn chưa kết thúc nhỉ. Ủa sao chưa kết thúc nhỉ? Ở đây đây. Complete rồi. Game này cũng khá hay đấy. Chúng ta sẽ chơi game Rob Kuka. Rồi. Ủa cái gì đấy?
Chuyện này hay quá. Quả là một game giải trí xuất sắc ấy. Game trên Android không có không đây? À trên iPad có không đây? Mình đang chơi trên Android. Đây, thả một viên Metacut đây. À, và tháo cái này ra. Phun trào luôn. Tuyệt vời. Từ trước này không biết những cái game như này nhở. Phải cứ chơi những cái game ở đâu đâu. X19, X5, bộ chỗ này. Ui trời, X100 này. Ui, không đủ. Tiếp tục nha, mình sẽ xem này. X10, X25 này, X20 này. Chỗ này X35 là mạnh nhất này. Quá hay luôn đi. Rồi, ok mê. Quên mấy game này, game cuối cùng. Chơi thì mà nữa vậy. Bye bye.